Đan Đào Bông Hộ, nam em xứng danh nữ hoàng drama, tự đánh mất thiện cảm với fan, chủ động làm hòa với Bạch Công Khanh. Ra thì hai anh em vẫn hay hỏi thăm nhau là hôm nay diễn ok không, thế nè. Hai anh em nha mọi người nha, đừng cố gắng ghép em luôn. Giờ nam em vẫn thấy là cái người mà ăn khớp với mình trên sân khấu nhiều nhất vẫn là anh Khanh. Năm em là sao nữ đa tài của làng giải trí Việt khi gặt hái được nhiều trái ngọt trên con đường nghệ thuật, từ ca hát diễn xuất cho tới tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Người đẹp sinh năm 1996 chẳng chút ngần ngại thử sức, thế nhưng cuộc đời làm nghệ thuật của cô nàng lại gặp không ít sóng gió với loạt ồn ào drama xoay quanh bản thân. Năm em có dịp trải lòng với giới truyền thông sau lùm xùm gạch mặt với nam ca sĩ Bạch Công Khanh. Người đẹp tiết lộ bản thân chính là người chủ động nói chuyện lại với người anh thân thiết, thậm chí cô còn hỏi Bạch Công Khanh chừng nào hát lại với nhau. Động thái này của năm em ngay lập tức khiến fan chuột cảm thấy không bằng lòng. Có người cho rằng người đẹp không tôn trọng FC, thậm chí một fan chân chính của nam em đăng đàn bức thư dài sau khi thấy thần tượng chủ động làm lành với người mà cô từng muốn cắt đứt mối quan hệ đồng nghiệp trước đây. Người này nói thay tiếng lòng của không ít fan từng hết lòng bảo vệ nam em trong drama với Bạch Công Khanh. Trong tâm thư có những đoạn thể hiện sự tuyệt vọng xen lẫn phẫn nộ: em rất yêu thương chị, ủng hộ tất cả quyết định của chị, nhưng bài phỏng vấn của chị làm em nuốt không trôi. Em cần một lời giải thích rõ ràng, fan không phải trông chống, muốn quay thì quay. Cái bài phỏng vấn hôm nay chính là cú tát chị dành cho FC của chị và cho những người yêu thương chị đấy. Ở một cuộc phỏng vấn, nam em đề cập tới việc fan của mình vẫn đẩy thuyền cô với đàn anh, và người này chỉ ra trong bức thư rằng em là fan chị nhưng chưa yêu cầu chị hát lại với Bạch Công Khanh, chắc chị nói fan cỏ nửa mùa nào rồi chứ trong đó không có em. Sự thật mà nói, sau drama đó, phần lớn fan của nam em không muốn thần tượng của mình hợp tác với nam ca sĩ họ Bạch vì lo lắng cho cô. Bên cạnh đó, hai FC nam em và Bạch Công Khanh từng đấu tố qua lại với nhau rất ác liệt trên chiến trường mạng xã hội, cũng khiến họ khó mà hợp tác trở lại với nhau. Về phía Bạch Công Khanh, anh trả lời đề nghị của nàng Hoa Khôi rằng bản thân cảm thấy em ngại việc song ca với nam em khiến FC của cô hiểu lầm anh lợi dụng. Việc hình dung ra cảnh tượng hai người đứng chung trên một sân khấu thêm lần nữa là điều bất khả thi, đặc biệt là với tính cách của nam em. Tuy nhiên, giống như Mai Ngô từng nói, trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra khi nam em lại chủ động làm lành với Bạch Công Khanh, khiến cho khán giả trung lập, fan của cô không khỏi ngỡ ngàng, thậm chí thất vọng. Ngược thời gian quay trở về thời điểm drama, nam em Bạch Công Khanh bùng nổ trên mạng xã hội, những hành động châm ngòi khơi nguồn khiến dân tình nghi ngờ mối quan hệ đồng nghiệp của hai người rạn nứt, chủ yếu là từ phía người đẹp. Thời điểm đó, mỹ nhân gốc Tiền Giang đăng tải không ít những cập nhật ẩn ý về đàn anh trên trang cá nhân. Người đẹp cũng là người chủ động hủy kết bạn tài khoản mạng xã hội, thậm chí muốn hủy show diễn hát với nam ca sĩ, nhưng đành thôi vì người hâm mộ đang mong chờ. Trong thư, fan cũng chỉ ra nam em là người khơi nguồn drama với Bạch Công Khanh qua loạt gạch đầu dòng hỏi ngược lại những hành động của cô trong quá khứ. Khi thấy thần tượng của mình gặp chuyện, fan chắc chắn sẽ bảo vệ, không bằng cách này thì bằng cách khác. Và những người yêu mến ủng hộ nam em trong drama với Bạch Công Khanh gần như đứng trước đầu sóng ngọn gió cùng cô. SC của người đẹp rất tích cực trong việc bảo vệ thần tượng khi bị fan của đàn trai cùng giới truyền thông mổ xẻ. Thời điểm đó, fan của nam em không ngừng động viên cô nàng trên mọi nền tảng mạng xã hội. Dưới mỗi bài đăng của người đẹp, fan luôn dành lời động viên cho cô. Một câu nem ơi, hai câu nem à, cốt chỉ mong thần tượng vững vàng trước lùm xùm tình cảm, tìm kiếm sự bình ổn trong tâm hồn giữa tâm chấn drama. Nem là biệt danh của fan đặt cho nam em. Thực tế mà nói, hiện tượng thoát fan sẽ chỉ dễ thở với những người hâm mộ lựa chọn không quan tâm, ủng hộ sản phẩm của thần tượng cũ. Tuy nhiên, nó sẽ trở thành ác mộng nếu như có những fan chuyển sang phe đã từng là kẻ địch của mình, anti fan. Hành động chủ động làm lành Bạch Công Khanh của nam em khiến cô đánh mất thiện cảm của không ít fan ruột dành cho mình. Thật hy vọng người đẹp sẽ có câu trả lời thích đáng, tạo sự tin tưởng để nguôi lòng fan tiếp tục ủng hộ mình trên con đường nghệ thuật.